I'm Yeah. curious. Yes. Actually, in Vietnam, we got family doctor, but it's actually not the same in the US because, you know, like the economy in Vietnam is not developed like US. And in Vietnam, even though we have family doctor, but they work like a doctor who work in the health care station in the commune or district level. And people or the community will go to their commune or district health care station first. And if they their disease is severe, and the doctor will change them to higher level, like the province or the central level hospital, like that. I just wanted to, we just saw an idea from Diana, which I thought it was good for Bexy, is that it would be helpful if we heard you take an example of a patient history, just like to hear how you ask patients just for a normal complaint. I have an idea, like if it's easier for you, Jay, like if you want, like maybe we can get someone to be like the patient. One of us can be the doctor, and you can just translate like what we're asking as well. That way, you can, like, get specific phrases. So, David, let's go for it. Yeah. So, I'll pretend to be a parent, I guess. Yeah. Hi, Mrs. Lee. How can I help you today? Yeah, I'm coming in today because my daughter. I'm just concerned that she's having troubles paying attention lately. I had some concerns brought up from the school. Oh, I'm sorry to hear that. Is this something that you've also noticed yourself as well, or is this kind of something that only the school has brought to your attention? Oh yeah, like ever since she was young, every time I sit down with her, it's been such a chore to get her to do anything. Like, she's always fidgety and all over the place, and it's just making me pull my hair out, so. Well, that sounds really frustrating for sure. Maybe what I could do is I could ask you some questions and understand her concerns a little bit more. And, go on, just finish your sentence. Sorry, we were going to pause and translate. Yeah, And we'll try to get to the bottom of this. How does that sound? Good, thank you. So chị ăn nếu mà mình bắt đầu á, phải không thì chị giải thích mình nên yes, đầu như thế nào? How can I help you? thường là khi mà bệnh nhân vào khám á, thì bệnh nhân sẽ nói, bác sĩ hỏi là giống như bên Mỹ như vậy thì là anh chị gặp vấn đề như gì vậy ha, anh chị bị sao vậy, thì họ sẽ mình bắt đầu là phải khai tên họ tuổi này kia trước, để hỏi là anh chị tên gì, bao nhiêu tuổi, làm nghề gì cũng là một vấn đề rất là quan trọng, tại vì có thể là cái bệnh của nó thì sẽ có liên quan, hoặc là một cái đứa nhỏ thì nó sẽ là học cái lớp mấy, ví dụ như vậy, nhỏ thì nó sẽ là liên quan tới cái vấn đề là sức khỏe học đường nhiều hơn. Tại vì cái thời gian mà nó học tập ở trên lớp đó là nó sẽ nhiều hơn là so với lại cái thời gian ở khác, thì xem có vấn đề học sức khỏe học đường hay không. Còn đi làm rồi thì lại là những cái vấn đề mà liên quan tới, tại vì mình là bên nghề nghiệp với học đường thì nên mình cũng chú trọng vấn đề đó, thì sẽ hỏi là họ làm công việc gì, làm được bao nhiêu lâu rồi, làm ở những cái vị trí công việc gì, nhiệm vụ gì, để họ mình cũng tìm hiểu xem là những cái bệnh mà họ đang mắc nó có liên quan tới cái nghề nghiệp của họ hay không. Ok. Đó. Dạ. Chị cho mình khoan chờ chút xíu nha. Bây giờ nếu mà chị có thể thử, bây giờ David nó sợ là nó nói tiếng Việt không có đủ siêu không. Chị nếu mà chị không rành. Không rành đó. Cho nên nếu mà chị có thể, em có thể hỏi lại những cái câu hỏi để mà mở cái vấn đề đó trong tiếng Việt, rồi mình thử mình trả lời được cho chị cho em được không nhé. Chị cho một cái thí dụ giống như mới hồi nãy đó, chị Việt nó hỏi thì bây giờ em nói tiếng Anh trước ha, em nói tiếng Anh trước. Sorry, you're saying David. Should I repeat kind of the questions so lúc mà mình bắt đầu nói chuyện với, when I start the conversation, đối với bác sĩ là cái chuyện đó là cái chuyện mình đã gặp khó khăn trong cái vấn đề đó rồi đó. Yeah, so usually when I open, I have a hard time opening. So anh cho một cái thí dụ đi, mình đã mở như thế nào, mình mở vấn đề như thế nào.
Dạ em chào chị. Dạ. Dạ. Chào bác. Dạ chị tên gì ạ? Dạ mình tên là Diễm My. Diễm My, chị bao nhiêu tuổi rồi ạ? Dạ hôm nay mình 45 tuổi. Dạ. 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 À vậy là 15 tuổi là con đi học đúng không ạ? Con đi học. 15 tuổi là con đi học. Rồi. No no, 45 tuổi, xin lỗi. Dạ, mình 45 tuổi. 45 tuổi, dạ, 45 tuổi. Vậy thế chị đang làm công việc gì? Dạ, mình đang làm trong bệnh viện. Mình làm y tá trong bệnh viện. Dạ, y tá trong bệnh viện, dạ. Thì hôm nay là chị đến hay là vì lý do gì ha? Dạ, hôm nay mình có... mình hơi đặt... mình nói sao mình quan tâm đứa con bé mình đó, nó yeah. nó đi học ở trong trường, nó có phê bình về nó, rồi mình cũng hơi lo là nó không có tập trung được đó, nó không có nó học, khi mà nó học với lại khi mà nó học bài đó thì nó không có yeah. ngồi yên một chỗ, rồi lúc nào nó cũng nhúc nhích, rồi nó không có làm xong bài nữa trong một cái thời gian ngắn gọn được đó. Dạ yeah, cho nên mình cũng lo mà trong trường họ cũng phê bình như vậy. Dạ. Bé là năm nay là bao nhiêu tuổi rồi chị, học lớp mấy rồi? Dạ năm nay nó 8 tuổi, nó học lớp 3. Dạ. Lớp 3, tuổi thành tích của bé học trong lớp thì như thế nào ạ? Có nghĩa là điểm trong trường nó dạ, đó hả? Điểm, dạ điểm trong trường. Thì điểm nó học cũng trung bình thôi, nhưng thì nó cũng thông minh, mình cũng không có sợ cái chuyện đó, nhưng mà có cái là nó không có ngồi yên, với lại mình nghĩ là cái khả năng nó cao hơn đó, cho nên mình nghĩ là nếu mà nó không có đạt được cái bậc mà đối với cái khả năng của nó đó, phải không? Cho nên điểm trong trường là thì cũng tạm được, nhưng mà mình cũng muốn thúc đẩy nó hơn đó. Dạ mình cũng đòi hỏi thêm, thật sự mình nói như vậy. Dạ chị đã thử nói chuyện với bé chưa và tìm hiểu cái nguyên nhân vì sao bé như vậy trước chưa? mình thì chỉ la nó thôi, nhưng mà hỏi nó thì is that realistic? You wouldn't ask that, like why, hey, why are you not paying attention, kid? Thì thật sự mình cũng không có nghĩ tới cái chuyện mà hỏi nó. Nhưng mà mình cũng hỏi cô giáo có nghi ngờ cái gì không, hay là có ý kiến gì không, thì họ có hỏi mình là nó có ngủ đủ không, hay là nó có ăn đủ không, rồi mấy thứ thì với lại có chuyện gì trong gia đình không, nhưng mà thật sự cũng không, chuyện trong gia đình cũng bình thường thôi, không có cái gì đáng lo lắm. Mình cần nói sao, em có những cái ngôn ngữ nào đó mà xài thông thường nhất đó, phải không? Em có thể cho một cái thí dụ, ví dụ là những cái chữ nào nó có thể giúp khi mà mình giải thích với bệnh nhân, không? So I saw Chris and Rebecca and David, well, everyone. Was that a little hard because it went really fast? It went fast for me too, right? Right, and it's also very specific. I think if we can just have like a little general, bit more, right? Like, does this hurt? Yeah. Does this, like, what makes it better? What makes it worse? Does it create? But one, a few words that she was using there, like, cái chữ chị xài là nguyên nhân, that I find that reason. I use a lot. Yeah. Reason. So that's a word. Reason. Yeah. You have to find out the reason first. You have to communicate with your daughter first. Bạn phải giao tiếp, bạn phải nói chuyện. Have a communication. Discuss or have a communication with your daughter first. Đó, phải nói chuyện với hoặc là phải giao tiếp với lại cái cô con gái trước. Đó. What's the difference between that? To find out the reason. What's the difference between that word and lý do? Tìm cái lý do. Lý do, yeah, lý do, reason, nguyên nhân, lý do is the same. I think cái lý do, that's what I say too. Yeah. I think nguyên nhân, David, is more like the root of a problem, and lý do, direct translation is reason, but lý do is for the something they would like to find out the. Ilya is not good in the situation, in the situation of hospital. Nguyên nhân is better, it's more specific. Can you write that? Because I've never known this set of words. So these are things that we're trying to learn. Because
So it looks like somebody's name. It looks like a name. Yeah. So, but I find that when I'm talking, like every day, I'm having to say that word over and over again, like invite him here, nguyên nhân tại sao, and that kind of stuff, right? So, trong ý kiến của chị đó, chị thì thấy khi mà mình dạy, mình tiếp xúc và mình nói chuyện với bệnh nhân, những cái câu nào mình có thể xài thông thường nhất, mà dễ nói nhất, dễ hiểu nhất cho bệnh nhân nữa. Yeah. Well, and anh người đây là mình sang ở đây suy nghĩ giống người Tây, so mình dùng cái chữ rất là dễ, rất là dễ, so cũng không có biết nếu mình nói đúng hay nói sai. So cái này cũng hơi khó, tại vì chị và bác sĩ là người đang suy nghĩ bằng tiếng Việt, nói bằng tiếng Việt, đó là rất là dễ, so cũng hơi khó, tại vì ở bên đây mình đang suy nghĩ làm sao mình hỏi cái này, tại vì trong cái đầu cái nào của mình muốn biết để hỏi cái này. Mà để hỏi ra không có biết nếu mình hỏi đúng hay không, so mình chỉ nói là tự do, and then cũng cố gắng để cho hút là họ hiểu cái đó, giống như đó nói tiếng Việt and then để tôi nói tiếng Anh, nói tiếng Việt, nói tiếng Anh, and then just like hope that they will actually say. That's a big word, I use hope every day, so he is like the course có hope, có hiểu hay không. Nhưng nguyên nhân là course là cái đó. No. Đúng hơn là reason, cause, the cause. Yeah, that's right. Yeah. So like, is it okay if we like ask like a few of those questions, like a few questions, like similar to like the ones that David was asking, and if you can say what the Vietnamese translation is, and then you're very fast at typing too. So like, can you type it out? Yeah, like, I will type it out for you. So okay, let's replay slower. So David, do you remember the questions you were asking? And then we'll try to translate that directly. But I would even say, like, let's do, to make this focus a little bit, let's do like a basic pediatric history, just like one phrase. What is your immunization history? Like I would say, có chích ngừa đầy đủ chưa? And I don't know if that's right, but I use the word đầy đủ and they love that. David, can you ask from the top of your interview, like one question at a time, and then we can translate it, break it down or slow it down more. Good morning, how can I help you today? Chào em, hôm nay tôi có thể giúp gì được cho em, ví dụ như vậy ha. Tôi có thể giúp gì được cho em hoặc là cho anh chị, đừng có nói cho bạn. Bạn là Mỹ, là bạn là ai cũng bạn hết, nhưng mà anh Mỹ Việt Nam thì phải có chú, rồi you know that, rồi ông, cô, bác, vân vân. Yeah, thì tùy theo cái tuổi và tùy theo giới tính thì mình sẽ có những từ riêng ha. Ví dụ như là chào chị. I have another greeting. What is your understanding of why you are here today? Just for older, like elderly people. What is your understanding of why you're here? Vì sao bạn lại đến đây? Đơn giản thôi, vì sao bạn đến đây hôm nay vậy? Okay, let's take that one. Sao hôm nay bạn đến đây ha? Vì sao hôm nay là bạn đến đây? Well, why you come here today? It's easy. It's just, that's good. Can you type that out? I like that. Vì sao? Tại sao bạn đến đây hôm nay? Yeah, tại sao nay đến đây? Em mình hay nói cái câu như là hôm nay cô hay bác thì có vấn đề gì hôm nay? Có nói nếu mà mình nói như vậy có đúng không? Có vấn đề. cũng đúng. Hôm nay hỏi là anh thì hỏi giống như là anh chị có vấn đề gì mà đến đây á, kiểu vậy. Yeah. Thì nói chung là cái nào mình nó sẽ dễ hiểu thì đương nhiên là họ sẽ bị bệnh, họ sẽ mới đến đây vấn đề này. Thì tại sao hôm nay là anh chị lại đến đây, thì anh chị đâu, ở chỗ nào? Ví dụ như ở Mỹ thì sẽ gặp vấn đề gì, problem, đúng không? Nhưng mà ở Việt Nam thì họ là đâu, ở chỗ nào? Thì họ sẽ chỉ là ở đâu đầu nè, đâu tai nè, đâu miệng nè, ví dụ như vậy. Đâu ở chỗ nào ha, anh chị đâu ở chỗ nào? Earlier we were talking about past medical history, G. So what is the word for past? How do we say past medical history? Bệnh sử. Sure mean past? Yeah. Okay. Sure means bệnh sử. Sử is like lịch sử. Bệnh cũng đau bệnh ha. Sử của lịch sử. Oh, history. Bệnh sử. Yeah, history. And how about surgical history? Surgical. Cái này thì khó hơn.
I usually say có một là tiền sử ngoại khoa ha. Có... bệnh sử ngoại khoa. Ồ, bệnh sử nội khoa. Ngoại khoa là surgical. Ngoại internal khoa. Is yeah, internal mới là nội khoa. How about immunization history? Immunization. Yeah. Tiền sử tiêm chủng. Tiền sử, okay. So that will be our word for history. And then how did you say, do you have any allergies to any drugs? Bạn có bị dị ứng với thuốc nào không? Allergy. Với thuốc gì không? Yeah, dị ứng. Means like bad, right? Or bad stuff. I think we just study for like short, just some sentence for today because and we will practice. If we study a lot, I think you will forget. You cannot remember all. Study some sentence and we will practice again. Well, part of it today is nice that you're typing it because we can always go back because what we generally make is just a summary of the things so that we can use the words later. I see. Allergies mean dị ứng. How about obstetrical history? So, like I don't know how you ask it, but I usually ask like, or when I say obstetrical history is like where were you born? How far along were you in the gestation? Was it a vaginal delivery, surgical, or surgical, like a cesarean? Was there any stays in the NICU or neonatal ICU? Those are things I would like to be able to ask, but I don't know how to. What's ICU? ICU is mean, khoa chăm sóc tích cực. Khoa chăm sóc. Yeah, we'll write down here. Good. And then how do you say neonatal? I see you. Okay, I see you first, okay. This is great. I work ICU and I didn't even know the word. Now we know. this is the level that I'm operating at. Okay, I see you. Okay, and the second one? Neonatal. So for the kids who were just born. Newly born is like a MD. My bé mà sân sớm. Bé hay là sơ sinh. Sơ sinh ha. Trẻ sơ sinh. Sơ sinh. Trẻ sơ sinh. Em bé hoặc là em bé. Baby. Like baby. How do you say toddler? My bé mà 3 tuổi tới 5 tuổi. But you might as well throw babbling in there. We didn't get babbling. Yeah, I know, babble, right? It's just like in bay. It is like... I don't it's toddler, right? Okay. How about... what else do we want to ask? How about is gestational period... Is that crazy? I just say like... I usually say san dum ya hay la som hay jay. I don't know. Or preterm. A preterm baby. Preterm is so san sum hung san nong. San nong. San nong. Non. It's like non nerve. Not right. Yeah. Preterm. Wait, so is non is that late or is that early? Early. Jin. Jin. That's high. Like How do you say resuscitation? Cấp cứu? No. How do you say resuscitation? Like advanced. Can you write down, please, Ray? Khi mà mình người ta bị hấp hối rồi mình cứu người ta đấy, we should ask her about like advanced care planning, which is the thing I still struggle with to explain in a meaningful way. Cũng là hồi sức, cũng là cấp cứu luôn á. Cũng là cấp cứu. Hồi sức cấp cứu. Yeah, hồi sức cấp cứu. Cấp cứu. Yeah. Is there, like, for a ventilator or a breathing machine, I just say máy thở. Is that good enough? Máy thở. Yes, máy thở. Okay. How about, like, if your heart stops and we might resuscitate you? Is that so the hồi sức cấp cứu? Is that what that would be?
Like if you, I say, if your heart stops, we can try to start your heart again. I don't know how to say that in a meaningful way. Tại vì bên lý do là tại vì bên đây đó là khi mà người ta bị bệnh tim hoặc là tai biến mạch mạch não phải không? Rồi họ muốn biết trước là có bệnh nhân có muốn sự cấp cứu hay là không. Thì ý Chris nói là muốn hỏi người ta là nếu mà tim họ ngưng, họ có muốn người ta cấp cứu cho họ không đó không? Thì mình hỏi cách nào cho nó nghe, nó thấy nó hay hơn chút xíu. Yeah, tại vì thường Chris nói là nếu bị bệnh rất là nặng, không có tin, không có nói chuyện được, em điều bệnh viện, mình phải suy nghĩ làm sao mình chăm sóc cho cô chú. So nếu hết thở thì mình có quyền đi dùng cái máy thở. Nếu cái tim nó ngừng thì mình có dùng cái máy để cho nó đập lại. Mình có muốn cái đó hay không? So cái đó mình phải dùng hoặc là có cái vô cái phòng ICU dùng cái máy thở, dùng cái máy cho cái tim. Cái đó tiếng Anh mình gọi là resuscitation. So cái đó là cũng khó để giải thích cho mấy người Tây, mà bây giờ khó hơn cho mấy người Việt Nam, tại vì làm sao họ hiểu cái đó. Tại vì họ nói, oh, mình vô bệnh viện muốn cho họ giúp mà cũng làm sao mình hỏi. Like, tại vì lúc khi cho mấy người lớn tuổi, mình phải suy nghĩ, mình có nên làm cái này hay không? Không phải là không có muốn giúp, mà cái này nó sẽ giúp hay không? So làm sao để cho mình có đủ chữ để giải thích cái ý kiến đó. Let me think first. Like, is that reasonable what I said? Like, is that a struggle that people feel? I don't know if Pete David is talking about advanced care planning, but it's just like my life with my elderly patients. Thật ra từ máy thở hiện nay nó cũng thông dụng ở Việt Nam rồi, sau cái đợt Covid á, rồi ai cũng biết rồi. Nên là nếu mà Chris giải thích như vậy thì họ cũng hiểu thôi. Mà mình biết ở đây là một vấn đề nhạy cảm, is a sensitive situation. You should write that down. Vấn đề nhạy cảm. Dạ, đúng rồi, nhạy cảm. Xuống được không? You should write that down because we can mở vấn đề với như mỗi lần trước khi mình nói, mình có thể nói là đây là cái vấn đề nhạy cảm. Mình nên nói chuyện về cái chuyện này. So can you write that down? Thì mình cũng nói nhẹ nhàng với họ thôi, kiểu là bệnh tình của người nhà anh chị thì bây giờ cũng khó có thể nói trước được. Nhưng mà chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Nói chung là người bác sĩ thì lúc nào cũng sẽ có cái câu là chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Kiểu you should write that down. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để lo chăm sóc cho bệnh nhân. Và in tiếng Anh mình cũng dùng cái chữ này là healthcare team. So nhóm chăm sóc sức khỏe, cái đó đúng hay không? Healthcare team. Nhóm chăm sóc sức khỏe. Yeah. Nhóm nhân viên y tế hả? I don't know. I've never used those words. Like, because không phải là chỉ bác sĩ, mà mình có bác sĩ, y tá, pharmacy. And so we want to call it the team, the healthcare team. Yeah, because so that I call là nhân viên y tế, the healthcare staff, right? Can you write that down too? But that's not exactly, nó hơi giống như là một cái nhóm hay là một cái làm việc chung với nhau để mà tại vì nhân viên là it's more individual, like person by person, like each person is a nhân viên, right? But đây là mình làm việc chung hết đó, cho nên là nó là một hệ thống, một cái nhóm. Nhưng mà mình đây hiểu mình hiểu là một nhóm người. Đúng không ạ? Thì là nhóm nhân viên y tế. Nhóm nhân viên y tế. Tại vì nhóm chăm sóc sức khỏe lại là một động từ rồi, healthcare. So nhóm nhân viên y tế. Y tế là health. Tại vì trong thí dụ mình cho cái thí dụ cho Ân hiểu cái tình hình bên đây như thế nào đó là tại vì trong phòng mạch của thí dụ như một cái phòng mạch riêng của mình đó phải không, thì nó có vừa có dược sĩ, vừa có y tá, vừa có bác sĩ, vừa có psychologist. Ân nói sao bên Việt Nam nói sao, psychologist, tâm lý học. cái người đó thì làm việc chung nhau hết đó, làm nguyên thì mình nói một cái nhóm. What did you say again? Một nhóm nhân viên y tế. Nhân viên y tế. I can't even remember it. Nhóm nhân viên y tế. Okay. Thì mình nói như vậy đúng không? Yeah. Một nhóm làm việc chung trong một cái phòng mạch như vậy.
Any words, Diana or Veronica, that since we're definitely into this ask me anything style, anything that you would find in your context? Dan, I know, does some counseling sometimes for patients. Veronica, obviously, you're having the opportunity to deal with people. I'm just observing everything right now. I'm just thinking of things that I would ask, but this is all very great. How about you, Veronica? Yeah, this is the same for me. Like I previously had a hard time explaining to my grandfather even last year, like, what do you want for your goals of care? So like, I know exactly what it all means, but just translating it, it's not very clear because it's not smooth enough. So this is good. Yeah, and really it's so hard. Did we write down, which one is that? I don't understand which one of these phrases is sensitive matters. I'm writing now. Còn goals là cái mục đích hả? So nếu mà mình nói goals of care, mục tiêu. Oh, sorry. Yeah, mục tiêu, purpose. Purpose is the mục tiêu, objective, mục tiêu. Something. Objective and purpose, the mục tiêu. And the nguyên nhân is the cause. But what if you want to ask someone what's your goal? Có nghĩa là cái mục đích. Goals. Yeah. How do you say goals? Goal. Tùy theo bối cảnh. Ví dụ như là vì. Yeah. Nếu mình muốn có thể là nói lại nguyên câu. Yeah. Yeah. Chị hỏi. Như là cái mục đích sống của người ta. Or yachi. Yeah. Oh, yachi is your values. That's right. Có nghĩa là mình muốn hỏi trong cái trường hợp như là cái quan thí dụ như mình nói, yeah, cái quan niệm sống, thí dụ bác có cái quan niệm sống gì, là hoặc là bác có như cái thế dạ như thế nào. Nhưng mà nếu mà mình nói cái chữ mục đích có đúng không, có chính xác không? Nó nặng quá. Nó nặng, right? Bởi vậy cái văn hóa nó khác. Cái văn hóa thì mình hỏi chứ, ủa, vậy sống, tôi không có mục đích sống, sao hỏi tôi kỳ vậy? So that's why I should not use that word. That's the word I've been using this entire time. Anh chị nghĩ như vậy, tôi look at me like, what are you talking about? Nếu mà mình nói cái chữ nào nó nhẹ hơn, mình sẽ hỏi, né ra một bên, mình không sẽ hỏi không trực tiếp mục đích sống họ là như vậy, nhưng mà hỏi là ở quan điểm sống của anh chị như thế nào, thì họ sẽ trả lời như thế nào đó, thì mình từ cái câu trả lời của họ thì mình sẽ hiểu hơn về họ. That was a good phrase. Can you take quan that? Điểm. Quan điểm. Yeah, so quan điểm. Even though quan điểm is like opinion, it's not like the goal. Opinion. Yeah. Yes. Quan điểm, theo em hiểu là, theo mình hiểu là quan điểm như là, it's more like values, right? Yes, right, values. It's not like the purpose or the goals of life. What is your purpose, Grace? Yeah. No. Tại vì nếu mà mình dịch ra là goals of care, nếu mà mình dịch ra chính xác đó là mục đích của việc chăm sóc. Yeah. Cho nên mình xài, khi mà mình xài cái chữ đó, người ta cũng không có hiểu mình muốn nói cái gì. Yeah. Thì ăn nói như vậy mình hiểu hơn là mình, nếu mà mình xài quan niệm ấy, mình nghĩ là nó thích hợp hơn, right? Nó nhẹ hơn. What is the word wang niệm? Like, how do you use it in a sentence? So like, wang niệm, the goal of life, right? What are your values in life? How do you say actually, that? You can use that for a lot of situations. Like, for example, like, if a person wants knee surgery, or if you want medicine, or if you want treatment for diabetes, or whatever, right? Thì mình có thể xài trong nhiều cái khung cảnh, phải không? Như là cái quan niệm bác đối với thuốc, nếu mà bác muốn uống thuốc hay là không, hay là bác có muốn mổ hay là không, thì nếu mình hỏi đơn giản thôi, mình hỏi là mình có thể hỏi đơn giản thôi, đừng có hỏi quan điểm sống kiểu nó khác. Ví dụ như mình cũng có thể hỏi trực tiếp luôn là ví dụ như bệnh của bác thì đến giai đoạn này là phải cần những cái biện pháp như thế này đó, nhưng mà cũng và thường là mình sẽ bàn với người nhà nhiều hơn, mình sẽ bàn, mình sẽ kêu người nhà ra trước. Yeah, we will talk with the relatives or the members of your of their family first. And then you will ask them that your father or your sister like that, the situation's like that, and
the percentage of light is about something like that, and do you want to use drugs or use surgical like that. Nghĩa là mình sẽ hỏi người nhà trước, là hỏi họ cái tình trạng sống của họ là còn bao nhiêu phần trăm đó, nếu điều trị thuốc á, thì sẽ là như thế nào đó. Còn hoặc là mổ xong thì cái tình trạng sống là bao nhiêu phần trăm còn lại, thì người nhà có muốn hay không thì ký vào cái đơn nha. Thì anh giải thích thêm về cái đó đi. Thí dụ mình, tại vì đôi khi mình muốn giải thích cho người ta cái gì không, thì mình muốn nói tiếng Anh nó gọi bằng cái risk, the risk level. Cái nguy cơ đó, nguy cơ, risk nguy là nguy cơ. Type that out. What is this word that you typed there, Grace? Being risk fat. Nguy cơ. I being never fat, knew that huh? word. Being fat. There's the different methods of treatment. Different methods. Yeah, mentors. Yeah. But so that one would be really useful. But khi mà mình giải thích cho người ta như là even trong cái dịch COVID này đó, mình nhiều người họ bị căng thẳng về cái chuyện đó, họ sợ là bị lây. Rồi mình nói là thật sự cái sự nguy hiểm là nó bao nhiêu phần trăm. Mình có thể ân cho cái thí dụ như vậy đi, mình có thể giải thích. Ví dụ như là vừa rồi COVID đi ha, thì cái tình trạng mà cái người già với lại cái người trẻ mà cùng vô viện đó, thì họ phải đều có nguy cơ là sẽ phải sử dụng là máy thở hết. Nhưng mà cái người già thì họ cũng có thể là có bị lấy nền rồi, và họ cũng phải có thể là sẽ ra đi. Nhưng mà người trẻ thì cái khả năng cứu của họ sẽ tốt hơn. Đó thì mình phải cân nhắc là mình sẽ nói chuyện với người già đó. Mình sẽ nói là tình trạng của, thì mình cũng khó nói khéo thôi. Mình nói là bây giờ thì tình trạng của bệnh viện là chỉ còn chừng này. Mình, nhưng mà lúc nào mình cũng không, mình cũng lúc nào mình cũng phải nói là cố gắng hết sức mình. Cái này thì đăng lên hơi hết sức. Mình thấy quan trọng nhất là ăn là một cái mà mình thấy nó hiện ra trong cái cuộc nói chuyện với ăn hôm nay đó, phải không? Là ăn có thể giải thích cho chúng em chị với mấy em đó, phải không? Là cách nào nói cho nó hay ho hơn, cho nó nhẹ hơn, với lại nó có thể lịch sự hơn, đó, phải không? Tại vì khi mà mình nói mà là, tại vì đối với tiếng Việt của mình đó, thì người Việt hay nó, nhưng mà nó không có... chứ không có phải nói thẳng. Khi mà nói thẳng thì họ sẽ dễ bị đau lòng lắm. Đâu là phải giảm lại, mình phải suy nghĩ nhiều lắm mình mới dám mở miệng nói. Người Việt Nam là phải uống lưỡi 7 lần trước khi nói. Cho nên là cho nên trong tương lai nếu mà anh có những cái bí quyết như vậy đó, một cái cách nào tiếng Anh mình gọi bằng pearls, nhưng mà bí quyết là như là cái cách nào, những cái câu và cái trường hợp với câu mà có thể một người bác sĩ có thể thông giải thích cho bệnh nhân rồi. I think that's the most important thing, because right now our Vietnamese is very rough. Nói nó hơi, nó không có được suông lắm đó. Thì thật sự ra tại vì đây là buổi đầu, nhưng mà mình có một cái idea đó là hôm sau á, khi mà mình mở một cái, tại vì 2 tuần một lần nè, thì sẽ có một nhóm như vậy, thì mỗi tuần như vậy sẽ có 2 cái người sẽ chuẩn bị bài. Đó, giả định là bác sĩ và bệnh nhân sẽ làm một cái bản trước, và hôm đó thì mình sẽ nói, và đồng thời thì cũng sẽ gửi cho mình cái record đó trước, cái gọi là cái bản thảo đó trước. Đó, để mình có thể xem và mình có thể dịch nó chuẩn chu hơn, và nó phù hợp với văn cảnh của Việt Nam hơn. Đó, đồng thời nó cũng phù hợp với văn hóa Mỹ nữa, thì tại vì cái người mà họ đi qua bên Mỹ là họ cũng hơi thoáng hơn so với trẻ ở Việt Nam rồi. Đó, thì như vậy nó sẽ, mình nghĩ sẽ là bản thảo ha. Bản thảo giống như là cái draft á. Draft cho mình trước, để mình đọc cái đó trước. Và khi mà mình họp như vậy thì nó sẽ hiệu quả hơn, nghĩa là mình sẽ có một cái bài rồi. Và có cái gọi là role play, mình sẽ đóng kịch với nhau, và mình sẽ lúc đó thì mình sẽ dịch lại, và mình sẽ giải thích lại những cái câu mình dịch, thì nó sẽ tốt hơn là hôm nay. Nhưng mà hôm nay là một cái buổi đầu để mình làm quen với tất cả mọi người, để mình hiểu thêm cái cách làm việc bên đó như thế nào. Cảm ơn anh nhiều lắm nha. That's really helpful. So Chris, you were saying like if nếu mà anh giúp cho mình lâu dài hơn đó, giống như hàng mỗi vài tuần đó, thì mình cũng cảm ơn lắm.
So those words hiệu quả and giải thích, those are words we use all the time. Explain. Yeah. Nếu mà anh chị nào không hiểu thì có thể là đánh vào trong cái box xong thì em sẽ giải thích từ đó cho anh chị hiểu. Because what we could do is, like what we usually do is we have like a document and it's like single words or short phrases and we like use in English and then we come get web thingy. But like what might be helpful now that we have someone who has like very good Vietnamese and very good like, Vietnamese grammar, if we could just like type like straight up questions like or like sentences and you can help us translate that and we can have a document that has like questions we can ask as healthcare providers. And I got idea and more idea that I will keep draft and I will translate it into Vietnamese first and I will send you all of you by email and then you will read it first and you practice in Vietnamese which one I translated and in the next meeting you will practice in Vietnamese and I will check it for you. It's better than you just speaking. Put it into Google Translate to be like, keep this out for me. Hey Siri, read this. Oh, that's awesome. Vậy em gửi cho chị ngày mai cũng được luôn đó. Nhưng mà đó thì em sẽ dịch lại tiếng Việt. Tiếng Việt. Xong rồi anh chị sẽ thực tập bằng tiếng Việt luôn. Là mình sẽ sửa là anh chị là nó có đúng hay không và cái Google dịch đó nó chỉ có một cái ngang thôi, nó ngang thôi. Nó không có lên, có xuống mà Việt Nam mình thì nó mặc dù nó có dấu nhưng mà nó vẫn có lên, có xuống để kiểu như là sympathy with the patient, kiểu đồng cảm với bệnh nhân nữa. Thì mình sẽ điều chỉnh cái giọng làm sao để cho nó có cái tình cảm ở trong đó, ví dụ như vậy. Okay, well, cảm ơn bác sĩ. Thank you so much. We appreciate it. And if you are willing to help us, we will be your Canadian students. Like, we will learn. So it would help us a lot. So we can help, you know, cái lòng là để giúp cộng đồng ở đây. Yeah. I think that's what we're trying to do. Okay. Cảm ơn. Chúc mừng năm mới. Thanks for everything. Bye, everyone. Bye-bye.